Đây nhé, hôm nay bên Đức Bình giới thiệu anh em cái bộ côn của con Lalot. Nó gồm có bàn ép đây. Hàng vanel, lá côn, bt. Thường thì thay bộ côn thay hết ba món này là tại vì nó mòn đều đấy, chứ không phải là nhiều. Tất nhiên là nhiều anh em tiết kiệm, nhưng mà cái công thay nhiều khi còn nhiều tiền hơn là công hàng gõ ấy. BT. Đấy, BT này hàng Han. Hàng Han của Hàn Quốc nha. Đây là lá côn hàng vanel. Mình bóc hẳn ra này. Mình vừa làm một tay vừa quay video nên là anh em xem và thông cảm cho mình nhé. Đây, đấy. Hàng vanel. Bàn ép đây, mình bóc ra. Ây da, rồi bàn ép rồi mình... đấy bàn ép là combite. Anh em mà có cần phụ tùng gì thì Zalo giúp mình nhé. Thông tin lên mình đây, 097 995 1845. Website bên mình là autodocbinh.com. Xin chào anh em nhé.